Nước mình trụng hoa hậu mà em, siêu mẫu chỉ là hạng 2 thôi, hoa hậu mới là đổi đời. Thi hoa hậu á, đẹp thôi chứ có đủ em à. Ý cô là sao? Không lẽ em để cho mấy ông nhỏ kia nó nuốt hết làm sao? Rồi tao sẽ cho mọi người biết cái bộ mặt thật của mày.